Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử cách mạng hào hùng. Kế tục và phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày hôm nay không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu. Trong công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng hiện nay, quân đội ta tập trung lấy huấn luyện lục quân làm trung tâm, tác chiến trên bộ làm nòng cốt, lấy mục tiêu tiêu diệt địch trên biển, trên không, đánh thắng chiến tranh trên bộ để huấn luyện bộ đội. Các đơn vị đã tăng tỷ lệ thời gian, nội dung thực hành, huấn luyện đêm, cơ động lực lượng, khai thác làm chủ các loại vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị kỹ thuật mới, vũ khí niêm cất nhiều năm. Công tác huấn luyện chiến dịch chiến lược được đặc biệt chú trọng, nhất là các cuộc luyện tập, diễn tập chỉ huy tham mưu tác chiến chiến dịch chiến lược trên các địa bàn, với các loại hình, phương thức tác chiến, quy mô tổ chức và khả năng phối hợp hiệp đồng các lực lượng, quân binh chủng, sát yêu cầu, nhiệm vụ đối tượng, địa bàn và hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ. Hàng năm, toàn quân thực hiện huấn luyện song cấp nào tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp đó. Qua diễn tập, đội ngũ cán bộ các cấp đã được huấn luyện để có nhận thức đúng đắn, hiểu sâu, hiểu kỹ về âm mưu, thủ đoạn, cách đánh của các đối tượng tác chiến và tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hiện nay. Cùng với đổi mới trong huấn luyện thì những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ của công tác giáo dục chính trị đã trực tiếp góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động, tăng cường đoàn kết nhất trí, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Các đơn vị đã thường xuyên gắn huấn luyện cơ bản với duy trì nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, định hướng hành động cho bộ đội, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, bản lĩnh và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Hiệu quả thực tiễn của công tác huấn luyện của quân đội ta những năm qua không chỉ dừng lại ở chất lượng của những cuộc diễn tập trong nước mà đã ngày một vươn xa đến tầm khu vực và quốc tế. Những người lính quân y được huấn luyện kỹ lưỡng, bài bản trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Nam Sudan đã thể hiện được bản lĩnh, ý chí, năng lực của những người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với bạn bè khắp Nam Châu. Các đơn vị quân binh chủng ngành chủ động tham gia các cuộc luyện tập, diễn tập đa phương, hội thao quân sự khu vực và quốc tế đều đạt được kết quả tốt. Qua những lần cọ sát như vậy, đã ngày càng tăng cường khả năng hoạt động, năng lực tác chiến trong điều kiện giã ngoại của các lực lượng. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp, các ngành, các lực lượng, quân đội ta đã hoàn thành nhiều mục tiêu lớn trước mắt và lâu dài trong việc nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tác chiến bảo vệ Tổ quốc trong chiến tranh hiện đại. Quân đội Nhân dân Việt Nam bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng phải được xây dựng tinh binh, tinh cán. Để thực hiện được điều đó, trong thời bình, quân đội ta luôn xác định lấy nhiệm vụ huấn luyện làm trọng tâm, thường xuyên rèn luyện bộ đội sát với thực tế chiến đấu, phù hợp với đối tượng địa bàn, môi trường tác chiến. Đó cũng là giải pháp để giữ nước từ sớm, từ xa.